sai phạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gây thất thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế ở dự án Simpocha như thế nào? Bài viết của Facebooker Giang Bùi. Những kẻ tung hô Tổng Bí thư sáng suốt, liêm khiết trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng không chỉ là những kẻ đang nịnh bợ, liếm gót Trọng, hòng đạt được chút danh lợi trong chế độ độc tài cộng sản, mà còn là những kẻ dân chủ giả cầy, đánh bóng chút tên tuổi bằng cách sẵn sàng chửi bới, dội đổ, bìm leo những lãnh đạo thất thời như Thăng hay Dũng, nhưng bỏ qua con bướm chúa làm thất thoát tiền thuế nhà nước hàng ngàn tỷ đồng thời giá vào năm 2004. Ngày 14 tháng 2 năm 2004, khi Trọng là Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã chỉ đạo Hoàng Văn Nghiên ra quyết định số 4622 UBNNDC, quyết định 4622, áp giá đất thấp hơn 10 lần giá thị trường, từ 620.000 đồng một mét vuông, trái với nghị định 188CP do Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành về khung giá đất và phương pháp tính giá đất, làm cơ sở cho các địa phương ban hành giá đất trên địa bàn, với tinh thần là phải sát giá thị trường. Việc áp giá đất thấp hơn giá thị trường cả chục lần như vậy, người dân đã phải chấp nhận bị cướp với giá đền bù rẻ mạt, khiến cho nhiều hộ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, bức xúc, khiếu kiện kéo dài hết năm này qua tháng khác. Thế mà chỉ sau quyết định 4622 16 ngày, Trọng lại chỉ đạo quyết giá đất một số khu vực lên đến 12 triệu đồng một mét vuông cho nhà đầu tư Simpocha được hưởng. Việc áp giá đất trên tổng diện tích 323 hectare đất vàng như vậy, với một siêu dự án lớn nhất cả nước tính đến thời điểm năm 2005, đã làm lợi cho nhà đầu tư 3.000 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2012, trong cuộc họp phòng chống thất thu thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã xướng tên một dự án bất động sản lúc đỉnh điểm có giá là 250 triệu đồng một mét vuông, gây thất thu thuế nhà nước 3.000 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long với số vốn đầu tư là hơn 2,1 tỷ đô la. Sau hội nghị ấy, Tuấn và nhiều kẻ đặt dấu chấm hỏi về dự án Simpocha, như Đặng Hùng Võ đã phải về hưu sớm. Chưa kể con Tuấn vài năm sau đó còn bị cách chức trưởng phòng nghiệp vụ kiểm soát hải quan ở Bộ Tài chính. Vậy, một dự án hoành tráng như vậy hiện nay đang ở đâu? Sau nhiều năm hứa hẹn hoàn thành, Simpocha Hà Nội Mall vẫn không hơn gì một đống xác rỉ. Chủ đầu tư hiện nay là công ty phát triển đô thị Nam Thăng Long đang tìm cách rút êm bằng cách bán dự án cho Lutter. Khiếu kiện đền bù của người dân vẫn còn kéo dài và các cấp lãnh đạo vẫn nhắm mắt làm ngơ. Không được may mắn như Thủ Thiêm, tình cảnh màn trời chiếu đất của nhiều người dân không được báo chí nhắc tới. Nguyễn Phú Trọng vẫn mải mê công cuộc đốt lò nhằm đe dọa bất cứ kẻ nào nhắc về Simpocha. Ngày 1 tháng 8 năm 2018, Trọng làm việc với Ban tuyên giáo, hàm ý rằng phải kiểm soát truyền thông, đẩy nhanh quy hoạch báo chí, không để bọn bồi bút muốn viết gì thì viết, như Tuổi Trẻ nhắc về Thủ Thiêm và một số nhà báo đòi kỷ luật Phó Bí thư Tất Thành Cang, cựu Bí thư Lê Thanh Hải. Thử hỏi một bậc tuấn kiệt, anh minh, liêm khiết, nhân cách sáng ngời như vậy, thì công cuộc chống tham nhũng của ông hiệu quả đến nhường nào? Phải bắt được con bướm chúa, xã hội mới thật sự trong sạch. Bài viết được đăng trên trang VTC News. Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh cao cấp trong quân đội và công an vừa qua là chuyện bình thường và chừng nào phải bắt được con bướm chúa thì mới có một xã hội thực sự trong sạch. Phải bắt được con bướm chúa. Liên quan đến việc một số tướng lĩnh cao cấp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vừa bị kỷ luật. Trả lời phỏng vấn VTC News, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng đây là chuyện bình thường, không phải là vấn đề nhạy cảm. Thực ra, chúng ta cứ tự xem đấy là vùng cấm, chứ tôi cho rằng đó là chuyện bình thường, chỉ có những gì thuộc về bí mật quân sự, bí mật an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư cá nhân thì mới là vùng cấm. Còn sai phạm của cán bộ thì tại sao lại có thể xem đó là vùng cấm được? Nếu chúng ta coi đó là vùng cấm thì tức là từ trước đến nay đã có tình trạng bao che cho nhau, o bế nhau, dẫn đến tình trạng cấp dưới nói dối, báo cáo sai lên cấp trên, rồi nhiều cơ quan nhà nước nói dối nhân dân. Bây giờ không còn chuyện đó nữa, chúng ta đang mong muốn xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đồng nghĩa với việc phải xây dựng một xã hội dân chủ và việc công khai sai phạm của các quan chức bây giờ là chuyện rất bình thường, không nên coi đó là một vấn đề khó khăn hay nhạy cảm. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng điều quan trọng là phải bắt được những con sâu lớn, con bướm chúa thì mới có một xã hội thực sự trong sạch. Chừng nào mà trong công cuộc phòng chống tham nhũng, chúng ta bắt được nhiều sâu, bắt được những con sâu lớn, bắt được con bướm chúa, bắt hết được những con vi trùng gây bệnh có tính chất là nguy hiểm, thì lúc đó chúng ta mới có một xã hội thực sự trong sạch, một cơ thể nhà nước khỏe mạnh, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng,
Lẽ ra đây là công việc mà Đảng và Nhà nước phải làm từ trước rồi, nếu trước kia làm quyết liệt thì đã không dẫn đến tình trạng này. Có những người mà trước kia chúng ta cứ ca ngợi là có công lao to lớn thì bây giờ lại trở thành những kẻ phản bội lại nhân dân. Rồi có những ông trước kia trong lý lịch, khi khai hồ sơ cán bộ để bổ nhiệm thì khai rất hay, nhưng bây giờ lại té ra là không phải vậy. Đấy là điều đau đớn, nó thể hiện sự lỏng lẻo trong tổ chức và quản lý cán bộ, thậm chí là bao che cho nhau, ca tụng lẫn nhau, nâng nhau lên, dìm người khác xuống để đưa những người không xứng đáng vào. Để những người này đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp là điều đáng tiếc trong công tác cán bộ. Chúng ta đã để tình trạng này xảy ra trong một thời gian rất dài. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận xét. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng hình ảnh và uy tín của lực lượng vũ trang, cụ thể là công an và quân đội, phụ thuộc rất nhiều vào cán bộ đứng đầu. Hình ảnh công an và quân đội hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào những tấm gương của những người lãnh đạo của lực lượng này. Vi phạm của những tướng lĩnh vi phạm vừa qua đã diễn ra trong một thời gian dài. Có người nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng, thậm chí là vị trí trọng yếu của quốc gia như Tổng cục Tình báo, Quân chủng Phòng không. Điều này khiến cho cử tri lo ngại. Còn có những sai phạm khác liên quan đến các lãnh đạo cấp cao khác ở các cấp các ngành khác hay không? Điều này cũng là điều dễ hiểu. Đây cũng là vấn đề mà Đảng cần cân nhắc để có hướng xử lý vụ việc trong thời gian tới, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng khẳng định quan điểm của Đảng rất rõ. Đó là Đảng xác định không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm. Bây giờ chúng ta tấn công vào những nơi từ trước đến nay chúng ta có quen gọi là nhạy cảm. Những nơi đó, những nơi mà tưởng chừng như không bao giờ chạm được vào thì bây giờ chúng ta làm được. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng, của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc làm trong sạch, lành mạnh bộ máy đội ngũ cán bộ nhà nước. Có thể nói là từ việc xử lý kỷ luật một loạt cán bộ cấp cao trong hệ thống an ninh quốc phòng vừa qua, cho thấy sự cần thiết của việc rà soát lại công tác cán bộ, phải đánh giá lại chất lượng công tác cán bộ và giám sát chất lượng cán bộ. Đây là những điều mà có lần tôi đã từng nêu tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 14. Vị đại biểu Bến Tre khẳng định không phải chỉ là quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về rà soát hơn 1.000 cán bộ cấp cao do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý, mà phải làm tất cả các khâu, các cấp, các ngành, mà phải đánh giá lại toàn bộ công tác cán bộ, chất lượng cán bộ ở mỗi cấp. Hiện chúng ta đã làm về bộ máy tổ chức hành chính rồi, vậy thì còn công tác cán bộ cũng cần thiết phải làm cho đồng bộ. Thực tế cho thấy thời gian qua, công tác giám sát và kiểm tra cán bộ của chúng ta còn rất lỏng lẻo, ông Nhưỡng nói. Xử lý công khai cũng liên quan đến vấn đề một số tướng lĩnh cấp cao bị đề nghị xử lý kỷ luật trong thời gian qua. Trả lời phỏng vấn VTC News, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng việc công khai xử lý vi phạm là cần thiết, bởi xử lý công khai thì các thế lực xấu không có cơ hội lợi dụng xuyên tạc. Theo tôi, mỗi sai phạm như vậy nếu để kéo dài sẽ tác động ảnh hưởng xấu, nên khi đã phát hiện có đủ cơ sở chứng cứ để kết luận thì nên kết luận sớm và xử lý nghiêm minh công khai, lấy lại trật tự kỷ cương trong Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đồng thời tránh các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc. Tất cả những vụ việc vừa qua đều dân chủ, minh bạch, công khai, đúng người đúng tội. Xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm thì sẽ nâng cao được uy tín của Đảng, Nhà nước, được sự đồng lòng ủng hộ của các cán bộ, đảng viên và nhân dân, ông Phúc nói. Nhận xét về việc có cả tướng lĩnh đang giữ chức vụ thứ trưởng nhưng vẫn bị kỷ luật, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vi phạm thì phải xử lý. Theo tôi, đến cấp bộ trưởng còn bị kỷ luật thì nói gì đến cấp thứ trưởng, quan trọng là phải giữ nghiêm kỷ cương phép nước và kỷ luật trong đảng. Vụ việc trên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Điển hình là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông còn bị kỷ luật cả về đảng và kỷ luật hành chính. Thôi cho giữ chức bộ trưởng, thì điều này cũng hết sức bình thường, càng củng cố lại quan điểm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc lấy dẫn chứng về việc Bộ Công an đã kỷ luật Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa, giờ đến lượt Thứ trưởng Bộ Công an. Những sai phạm đã rõ ràng, đã có kết luận rồi thì cứ theo quan điểm của Đảng mà xử lý. Có như vậy mới không sợ mất uy tín, củng cố được niềm tin cậy của đảng viên, nhân dân với các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ trước đến nay, ta cứ hay xử lý nội bộ. Gần đây chúng ta công khai trước các phương tiện truyền thông đại chúng.
Ở đây có hai vấn đề là kỷ luật trong đảng và xử lý hành chính nhà nước. Những ai thuần túy chỉ làm công tác đảng thì kỷ luật đảng. Còn ai gắn với cơ quan nhà nước thì phải xử lý hành chính nhà nước. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo đúng tội danh quy định của pháp luật, ông Phúc nói. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trước giờ ta vẫn hay dựa vào tập thể, cái gì cũng đổ cho tập thể mà không ai chịu trách nhiệm cả. Việc xử lý cán bộ cấp cao vừa qua đã thể hiện sự đề cao trách nhiệm cá nhân, có công thì tuyên dương khen thưởng, còn có tội thì phải chịu trách nhiệm. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 12 này tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao, chiến lược, có phẩm chất năng lực, có tầm chiến lược. Vậy nhưng bây giờ, chúng ta vẫn phải xử lý một số cán bộ có chức, có quyền. Điều này là không mong muốn, nhưng đây là việc hết sức cần thiết trong điều kiện xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay. Xử lý nghiêm minh không sợ mất uy tín. Trả lời phỏng vấn VTC News, ông Lê Như Tiến, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, trong chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Cộng sản đã khẳng định không có vùng cấm. Ai có vi phạm là xử lý, không phân biệt là dân thường hay công an, quân đội. Vừa qua, một số người nắm giữ vị trí trọng trách quan trọng trong Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bị đưa ra kỷ luật, khiến cho nhiều người lo ngại việc xử lý cán bộ cấp cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thống cấp dưới, ảnh hưởng đến uy tín. Tôi ủng hộ việc xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không chừa một ai, hễ đã vi phạm. Chúng ta xử lý nghiêm minh thì không việc gì phải sợ mất uy tín cả. Qua vụ này cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng và xử lý cán bộ vi phạm, đó là đã vi phạm là phải xử lý, cho dù đó là ai. Điều này càng thể hiện rõ quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, ông Tiến nói.